Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn về sản phẩm pate minh chay có chứa vi khuẩn Clostridium botulinum cực độc nếu ăn phải gây ngộ độc. Các cơ sở y tế đã ghi nhận 9 trường hợp cấp cứu. Cụ thể loại độc tố này gây hại như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi sau. Botulium là vi khuẩn yếm khí bắt buộc anaerobic. Chúng chỉ sống và phát triển trong môi trường không có oxy. Loại vi khuẩn này có thể tạo bào tử, trạng thái tiềm sinh, dạng ngủ. Ở trạng thái này, chúng có khả năng chống chịu tốt để tồn tại trong những điều kiện không thuận lợi cho chúng như nhiệt độ cao, môi trường có nhiều oxy. Bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum tồn tại rộng rãi trong môi trường của chúng ta như đất, nước sông, nước biển. Nhưng khi ở trong điều kiện thiếu oxy và phù hợp, chúng sẽ nảy mầm, phát triển và sau đó tiết chất độc. Do vậy, loại ngộ độc này thường xảy ra khi người ta ăn những thực phẩm đóng hộp mà trong quá trình chế biến đã không đảm bảo vệ sinh. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các chuyên gia khuyến cáo cần thực hiện tốt an toàn thực phẩm trong chế biến thực phẩm, đặc biệt là trong quá trình đun nóng, tiệt trùng và vệ sinh cần được thực hiện một cách nghiêm túc ở nhiệt độ 121 độ C. Cá tra là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 đã làm cho kim ngạch xuất khẩu ngành thủy sản này sụt giảm đáng kể. Thực trạng này khiến cho cả người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra đối mặt với rất nhiều khó khăn. Người nuôi thua lỗ không có tiền trả nợ ngân hàng, không có khả năng nuôi tiếp phải treo ao. Doanh nghiệp thua lỗ khi lượng cá tra quá lứa còn tồn tới hơn 300 tấn. Các hộ nuôi cá tra trên địa bàn thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đang phải bỏ ra chi phí khoảng 22.000 đồng để nuôi được 1 kg cá tươi nguyên liệu. Nhưng giá cá tra hiện chỉ ở mức 17-18.000 đồng 1 kg. Như vậy, người nuôi lỗ khoảng 5.000 đồng 1 kg. Giá cá xuống thấp lại không có doanh nghiệp thu mua. Phần lớn các ao nuôi cá tra trên địa bàn thành phố Ngã Bảy đã đến giai đoạn thu hoạch nhưng chỉ bán nhỏ lẻ với sản lượng 3-4 tấn mỗi ngày. Ước tính, còn hơn 300 tấn cá tra quá lứa trong ao nuôi chưa tiêu thụ được, với trọng lượng từ 1,4 đến 1,6 kg một con. Giá lợn hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc đồng loạt giảm về dưới 80.000 đồng 1 kg. Đáng chú ý, tại Vĩnh Phúc, giá lợn hơi giảm 5.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, về mức giá 76.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang giảm 2.000 đồng 1 kg, đưa giá lợn hơi cũng về mức là 76.000 đồng 1 kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất trên cả nước, cao hơn có Phú Thọ với 77.000 đồng 1 kg sau khi giảm 3.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, hôm nay giá lợn hơi tiếp tục giảm ở một số địa phương và được thương lái thu mua trong khoảng 77.000 cho đến 82.000 đồng 1 kg. Cũng ở dưới mốc 80.000 đồng 1 kg có Quảng Ngãi với mức giá là 79.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại đều có giá từ 80 cho đến 82.000 đồng 1 kg. Trong đó, Lâm Đồng, Khánh Hòa có giá là 82.000 đồng 1 kg, cao nhất khu vực. Sau một tuần lao dốc, giá lợn hơi ở khu vực miền Nam bất ngờ đứng yên trong hôm nay. Hầu hết các địa phương đều giao dịch trong khoảng là từ 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Riêng Vĩnh Long, Bạc Liêu có giá là 78.000 đồng 1 kg. Với lời kêu gọi từ thành phố Đà Nẵng về lực lượng y tế trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đoàn y tế từ các tỉnh thành đã lần lượt xung phong vào tâm dịch để sát cánh cùng với các đồng nghiệp tại Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh. Ngay sau đoàn Hải Phòng, Bình Định, Thừa Thiên Huế, 16 y bác sĩ từ Nghệ An cũng đã đến nơi và sẵn sàng chia lửa cùng Đà Nẵng. Mỗi người là một hoàn cảnh, một câu chuyện, song họ có điểm chung là gác lại niềm vui, hạnh phúc của cá nhân để cống hiến vì sức khỏe của cả cộng đồng. Sau gần 4 tháng hoãn cưới vì cách ly xã hội do dịch COVID-19, nữ bác sĩ này lại tiếp tục quyết định rời ngày tổ chức lễ cưới để xung phong vào Đà Nẵng chống dịch. Đó chính là câu chuyện đầy xúc động của chị Cao Thị Kim Băng, người đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi, Nghệ An. Nhất là Đà Nẵng đang cần rất là cần các nhân viên y tế. Thì mình cũng vì lý do gì, mình có lý do gì mà không thể tham gia được. Hiện nay mặc dù là cái việc riêng của mình cũng cá nhưng mà thực chất là mình sẽ phải chọn cái việc làm mình làm đầu tiên quan trọng hơn. Và cái việc của mình có thể gác lại sau, chồng sắp cưới là người thân cũng rất là ủng hộ và đồng viên. Thế mà em có cái quyết định này, mặc dù cũng có hơi buồn nhưng mà cũng rất là đồng viên em khi cho em có một cái niềm tin và cho em niềm tin và không buồn khi vào đấy. 16 y bác sĩ là 16 câu chuyện,
ai cũng có gia đình riêng, công việc riêng, nhưng khi Đà Nẵng cần, họ sẵn sàng gác lại tất cả để lên đường. Với cái tinh thần trách nhiệm của nhân viên y tế và bản thân em nói riêng và cùng tất cả các nhân viên y tế ở tại tỉnh Nghệ An nói chung, thì luôn luôn hướng về Đà Nẵng và bằng một cái tình cảm nào đó thì em sẽ gọi phần nhỏ bé của mình vào công cuộc chống dịch tại Đà Nẵng. Các thành viên trong đoàn dài hạn thì với cái tinh thần rất cao để và mang một cái quyết tâm đại diện cho nhân dân và ngành y tế Nghệ An hỗ trợ nhân dân Đà Nẵng để phòng chống dịch bệnh, để mà khống chế thành công tốt nhất đối với cái đợt dịch lần này. Khoảng cách từ Nghệ An đến Đà Nẵng không phải là quá xa, nhưng với tình hình dịch bệnh phức tạp như ở Đà Nẵng lúc này thì có thể hành trình của những y bác sĩ này là cả một hành trình đầy dũng cảm, mang trách nhiệm và lương tâm cao cả của những người thầy thuốc để viết tiếp những câu chuyện nhân văn ngay giữa tâm dịch. Thưa quý vị, công trình đập tạm ngăn mặn trên thượng nguồn của sông Ba Lai tại xã Tân Phú và xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre được triển khai nhằm ứng phó với xâm nhập mặn năm 2019-2020. Thế nhưng việc tháo dỡ đập tạm ngăn mặn thượng nguồn sông Ba Lai đã làm sạt lở 50m đường nông thôn mới, 100m đê bao của người dân dọc hai bờ sông Ba Lai tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hiện nhiều nhà vườn đang khốn đốn vì hàng chục hecta cây ăn trái ngập úng nhiều ngày liền, có nguy cơ mất trắng. Từ tháng 5, khi tháo đập ngăn mặn Ba Lai lần đầu xảy ra sạt lở, người dân đã báo với đơn vị thi công. Phía công ty cũng đã nhanh chóng gia cố đắp bao cát cho khu vực này. Nhưng vào giữa tháng 8, tại đây tiếp tục sạt lở đê bao 50m đường nông thôn mới, 100m đê bao của người dân dọc hai bờ sông Ba Lai, khiến vườn cây ăn trái của người nông dân chết ngập. Bể lại đây khoảng cách này khoảng chừng 5-6 ngày nay, đó, là nó tàn vô những vườn dân rất là nặng, rồi nó thiệt hại tới con lộ của dân làm mấy trăm triệu, bây giờ nó đang sạt, rồi sạt hàng rào, rồi ảnh hưởng tới vườn của tôi, vườn bưởi, đó, rồi nó ngập úng là mấy ngày liên tục. Trước đó, đợt hạn mặn, vườn sầu riêng, bưởi, mít của người dân bị chết gần một nửa. Những cây còn sống đang phục hồi thì xảy ra sự cố vỡ đê, cây chìm trong biển nước, nguy cơ phải đốn bỏ toàn bộ vườn cây. Thì cũng có dùng máy bơm, hai cái máy bơm bơm ngày bơm đêm để ra. Nhưng mà nó khi đó nó vô rồi thì nó đã bị ngấm rồi, nó rút nước rồi, do rễ nó bị ảnh hưởng. Trong khi ngăn rồi, tở lại là ở ngoài nó hạ mặn, nhưng ở trong cũng còn vẫn giữ là năm 2-3 tháng luôn. Cộng thêm một cái nữa là bị nước nó tràn vô ngập cây của bà con đây. Khi sạt lở lần hai, phía đơn vị thi công đã nhanh chóng đắp bao cát để khắc phục, nhưng nước đã tràn vào, ngập úng ở vườn của người dân suốt nhiều ngày liền, khiến cho cây ăn trái gặp thiệt hại. Chính quyền địa phương cũng đã khảo sát thống kê thiệt hại và vận động người dân tự khắc phục tại chỗ. Đồng thời, nếu thiếu lực lượng, vật tư, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ và làm báo cáo gửi về trên để nhanh chóng khắc phục sự cố. Thưa quý vị, trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa hiện có một số các điểm du lịch biển đảo thu hút nhiều khách du đến tham quan và khám phá vẻ đẹp như là Hòn Ong, Điệp Sơn hay Mũi Đôi. Và bên cạnh các tàu du lịch được cấp phép thì thời gian vừa qua đã xuất hiện tình trạng người dân sử dụng tàu cá vỏ gỗ để chở khách đi tham quan một cách tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Trước tình trạng đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều biện pháp để kịp thời ngăn chặn tình trạng này, ghi nhận của phóng viên chương trình. Vùng biển của thôn Ninh Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách đây một năm, từng là nơi xảy ra vụ chìm tàu khiến 3 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là do tàu chở quá số người quy định và người dân không mặc áo phao khi tham gia giao thông. Nhiều người cũng đã rút ra được bài học sâu sắc từ vụ tai nạn giao thông đường thủy hết sức nghiêm trọng đó. Năm ngoái cái vụ mà chở du lịch vô chết người á, thì tôi cũng có nhận thức được là không có nên chở khách du lịch. Tại cái đó là nó không có an toàn cho khách du lịch. Như là không nên, mình không có đăng ký du lịch. Trong những năm gần đây, du lịch ở huyện Vạn Ninh nhộn nhịp hơn nhờ có các tour du lịch đi tham quan các tuyến biển đảo trên vịnh Vân Phong.
Vào mùa cao điểm, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến tham quan. Ngoài 12 tàu du lịch được cấp phép, thì thời gian qua, trên địa bàn đã xuất hiện tình trạng các tàu cá vỏ gỗ tham gia vận chuyển khách đi tham quan tự phát, không có đăng ký, đăng kiểm và trang thiết bị an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ tàu cá. Số lượng tàu cá trên địa bàn huyện Bình Định thì hiện tại thì vào khoảng 1.172 phương tiện theo thống kê của đơn vị quản lý thủy sản. Nhưng mà cái số này thì có đăng ký đăng kiểm và được quản lý rất là tốt. Chúng tôi rất là lo ngại đối với cái phương tiện mà tàu vỏ gỗ không đăng ký đăng kiểm và người điều khiển thì không có cái bằng chứng chỉ chuyên môn. Là nó sẽ tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ nếu đưa vào vận hành, tăng cường cái công tác tuyên truyền đối với cái đối tượng là người dân sử dụng cái tàu đánh cá mà có cái hoạt động vận chuyển hành khách đi tham quan. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng biên phòng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và qua đó là vừa kiểm tra xử lý và vừa nhắc nhở đối với người dân. Dù chỉ được phép chở 20 khách nhưng chiếc tàu này đã chở đến hơn 30 người. Toàn bộ hành khách trên tàu lại không có ai mặc áo phao. Nếu lực lượng chức năng không tăng cường tuần tra, xử lý, thì không biết sẽ còn bao nhiêu chuyến tàu như thế này tiếp tục nhờn nhơ hoạt động, bất chấp sự nguy hiểm đến an toàn tính mạng của người dân.